Pháo chuẩn bị đón Tết nè. Đây nguyên là một bánh. Đây là nguyên một thùng, này là để năm tới. Năm nay là không có bánh này. Cái thùng này là pháo đại. Đốt cho xui xẻo nó đi hết, may mắn nó tới ngay cả nhà. Nguyên một cồn này treo từ năm rồi thì đốt cô tiếp, đốt cho nó đi hết. Hồi xưa Việt Nam thì còn có xà có đốt, giờ cũng cấm rồi, cấm nay cũng mấy chục năm nay rồi, là năm 94 93 94 tới giờ.